Sẽ cần phải lấy để về cho mình lượng trang bị tốt nhất đến từ thành viên bên phía team T-Expandable ngay từ khoảng thời gian đầu tiên. Một SKS dành cho Tấn Vũ nhưng đối phương lại có một khẩu shotgun. Rất đáng tiếc khi mà Tấn Vũ còn chưa kịp nạp đạn xong thì OY Scrub đã dã cho anh chàng này không còn gì để thở nữa rồi. Quá khó dành cho đội bên phía team T-Expandable, nhưng ít ra là Đức Yêu vẫn có thể đổi mạng được Jedi. Liệu rằng có thể confirm được ngay tại thời điểm này không đây? Có vẻ như vẫn đang cần phải chờ thêm khoảng thời gian nữa khi mà có nhiều kẻ định đẩy vào quá. Rất khó đến từ vị trí thích yếu, nhưng Tam Tất còn ở phía cánh ngoài để có thể chuyết kill. Ninja 2K cũng đã kịp thời lên tiếng với mạng của anh chàng Esquelusia. Và đội hình bên phía của team Esquelusia cũng là một người duy nhất mà thôi. Ninja 2K biết rằng cú áp đặt ở đâu rồi, nhưng những viên đạn shotgun vẫn đang chưa thực sự chuẩn xác. Múa là dẻo đến từ đội hình TE, nhưng Tam Tất vừa để bản thân mình bị bớ lại và chỉ còn lại một mình vị trí của Tấn Vũ mà thôi. Trên nóc nhà vẫn còn một người, như vậy chúng ta đang có lợi thế về mặt con số không? Có phải thì không phải, tôi đã nhìn nhầm, đó là một cái xác thì đúng hơn. Và chỉ còn lại một người duy nhất của TE cũng như một người của bên phía team Attack on Ram mà thôi. Ninja 2K đẩy ra và không thể vượt qua được Jan Coop. Rất đáng tiếc tại người team Expandable 3 điểm kill, nhưng chúng ta lại không thể đi tiếp. Quá nhiều tiếng chân xung quanh ta, Free Fire luôn từ khuyến mại 9%. Và để thua rất tều đến từ phía của anh chàng khuyến mại 9%, và anh ta vẫn được cứu. Rất may mắn. Để xem ta xử lý như nào với hai con người IRN, bởi tầm này di chuyển lộ tiếng chân rồi, nốc được Cleric và con inside thì đó là khẩu shotgun chính xác top 15 cho Global Esports Set. Serbrot vẫn chưa có một góc đẹp và vậy nên họ vẫn tiếp tục phải di chuyển khi cài lại anh chàng Himat ở gần đây. Cleric có mặt ở trong làn khói dày đặc kia nhưng cũng không biết là sẽ sinh tồn thêm bao lâu nữa. Và vâng, nhắc đến anh ta thì cũng sẽ là cái top 14 cho IRN, với đó là quả nết của Himat. Thêm điểm kill cho Server Esports. Và hiện tại thì chỉ còn cách con cùng 5 điểm thôi. Tiếp tục là tài con, bắt được Opon đẹp dài và vẫn chưa dừng lại ở đó. Thêm những điểm số cho Server và Pet Red sẽ phải sủi. Về cơ bản sẽ là khó khi mà điều kiện cần nữa, đấy là khi đường phải không đem về việc nào cơ. Với đi Thái Lan, Rook Nanzi với Nock Ara Alex, nhưng ngay sau đó Evil Patrick đổi mạng. Đây lượt trận mà AP mới chỉ đem về chỉ được đúng một điểm hạ gục thôi, nhưng nét tốt quá từ Alinbot. Exclosit nằm, người Việt đổi lại được điểm knock out. Attack Round dùng lại top 13 khi Jan Cop không thể sinh tồn lâu hơn thế nữa. Và sau đó sẽ là Made in Thái Lan. Tiếp tục là Archangel Predator. Trong ngày thiếu nay họ đang cầy kill là rất khéo, cứu được Evil Patrick, thêm cơ hội để hướng tới vòng bo tiếp theo. Nhưng Titan Fire có điểm từ phía Enterfox 36. Genus Esports nỗ lực chọn tình bắn ở phía của Uncon, đều có những điểm số được mang về. Nhưng Titan Fire đang là đại diện cố gắng nhất có thể để giữ chắc được cái phạm vi giữa top 1 và top 2 có thể xa hơn. Khi mà Titan Fire có 1, GE có 1 thì phạm vi nó không chênh lệch nhau là mấy. Nhưng hãy đến với tình huống giao tranh này từ phía Genus Esports và Uncon. Nết liên tục, Glory ơi! Một nét là đủ rồi, sau đó ép lên bắn thì sẽ mãn nhãn hơn rất nhiều. Đáng tiếc quá vị trí của Glory. Và hy vọng Glory không được cứu luôn, bị confirm bởi phía của Archangel Predator. Uncon dừng lại top thứ 11 và Uncon cũng đưa một điểm cho Titan Fire. Nốc xong, firm không kịp. Rút nét đến từ Glory nó cũng phần nào đó. Thật đó là hơi đen. Quay trở lại với thành viên bên phía thì có về đờ mọ đang phải chống trả trước đội của Archangel Predator. Và một mình spell là không đủ. Phần còn lại của bên phía team Unicorn Venom vẫn còn đang ở rất xa. Trong cái đó với các thành viên bên phía team Etherforce 36 cũng như Titan Fire, họ đã cùng độ với nhau rồi. Liên tiếp lại điểm knock out cũng như những điểm kill. Và cuối cùng thì Titan Fire họ đem về quá trời nhiều kill đi. 5 kill có, nhưng ít ra thì họ chỉ còn lại một thành viên duy nhất mà thôi. Giờ sẽ là lúc Genius Esports cần phải đưa ra lời đáp trả. Nhưng Genius Esports lại đang phải đụng độ với những anh chàng của Serbrot ngay trước mặt. Cuối cùng thì Titan Fire cũng đã phải dừng cuộc đua. Nhưng với 5 kill đem về thì con số điểm của họ cũng đã là tương đối ổn rồi. Vẫn đang là khoảng cách rất lớn với top 2. Tầm này với Unicorn Venom đang cần thời gian để cứu lên Sapau đã, khi mà Archangel Predator chưa thể đẩy được quá sâu. Thì Serbrot đã gặp Genus Esports. Himat muốn chơi cường skill, chắc góc của Juta là góc lộ liễu. Nhưng người bắn nốc anh ta là Tanawat đến từ Purple Moon chứ không phải biết Genus. Nét tốt, confirm được Himat, còn hơn là điểm trong Purple Moon. Genus vẫn đang rất cố gắng. Nhưng tài con đẩy lên, confirm mạng của Jet. Và Serti để bị lộ ra, top 8 cho Genus Esports. Titan Fire có 5, Genus Esports có 3. Và khoảng cách bây giờ nó vẫn đang là 33 điểm. Quá kinh khủng rồi, và ngày mai nếu muốn hướng tới chức vô địch sẽ phải là những lần ăn gà. Còn bên này, Unicorn Venom NBK được xây trước, nhưng Nan là người tỉnh táo hơn. Hải Saki và đồng đội cũng đang muốn đẩy sang để có thể ứng cứu cho các thành viên của Unicorn Venom. Nhưng với cái tốc độ này tôi nghĩ rằng nó sẽ là hơi muộn.
chỉ có một mình tài con đang ở đây thôi. Và có lẽ đội của Team Solar Esports để mặc Unicorn Venom rồi. Và Unicorn Venom nói rằng họ cũng chẳng cần support. Hai quả nết đến từ Sapao Sufi là đủ để tiến áp Android Predator đi. Nhưng giờ thì tài con liệu rằng có muốn bắt phải những người đồng hương của mình hay không đây. Có một quả nết được cẩu lên, nhưng với góc nổ này khả năng cao nó sẽ không bắt được ai bên phương tiện Unicorn Venom cả. Smoke được trả ra để có thể lùi về. Bên phía bên kia Sapao cũng chỉ dọa nạt vị trí tài con thôi. Đôi bên không có thêm thương vong nào hết. Nhưng với hướng di chuyển này có vẻ như Smoke Esports đang muốn công bằng được đội hình bên phương tiện Unicorn Venom. Nhấp nhá liên tục đến phía của tài con. Khi mà góc này thì hai bên cũng không thật sự cần thiết phải đâm vào nhau. Góc nhà này tách biệt hoàn toàn với những pha giao tranh còn lại. Bởi Unicorn Venom là đội tuyển cần phải di chuyển chứ không phải là Server Esports. Nhưng Server Esports vẫn đang cần điểm. Vậy nên là họ thấy mồi ở đâu là họ sẽ nhắm vào đấy. Với phía của Soji cùng tài con đang là hai góc bắn có lẽ thuận lợi nhất vì Unicorn Venom rồi. U về hướng về phía của NGE, Pháp bắt đến đôi mạng rồi. Chỉ bù góp sức siêu phi nằm top 6 cho Unicorn Venom. Và với đây chết gaming, góc này còn 3 người nhưng cũng sẽ phải nhận đến những cái kết rất đáng ra đoạn sau. Ở góc này không sớm thì muộn cũng sẽ ao bò. Và cả New Generation Esports cũng vậy. Và tôi đang muốn nhìn về phía của Purple Moon Esports, không biết bây giờ đang là như thế nào rồi. Góc nhà vẫn còn ở bên trong vòng bo một góc nhỏ thôi. Nhưng có lẽ cũng đã là đủ để giúp cho họ có một thứ hạng tốt. Và một cái pha replay mà nó nhét vào không đúng thời điểm một tí nào cả luôn đúng đấy. Em cũng đang định nói thế, khi mà Petret đang một mình quẩy ba thành viên của bên Team Server Esports và anh ta thậm chí bắt cả ba người luôn. Rất khó tin. Đẩy vào phạm vi đủ gần, thêm vào đó là cả Purple Mood Esports nữa. New Generation Esports bị kẹp giữa cả đây chết và Purple Mood và xong rồi. Góc này sẽ là nhận rất nhiều những cái lượng đồ từ phía Purple Mood đây. Nết nổ xe và vẫn chưa hết đâu. Rất có từ vị trí của phía đây chết. Văn Nghị vừa để bị knock out vào đây sẽ là thời cơ cho các đại diện, họ có thể đẩy vào đội hình của NGE. Văn Nghị nằm xuống dọc xung quanh chàng Thunder và có thêm quả nết của đây chuyến trả sang là rất đau. Pháp quá yếu và thời gian để hồi phục của chúng ta cũng không phải là nhiều khi mà Purple Mood có quá nhiều áp lực đẩy sang. Pháp đã đi rồi, chỉ có là hai thành viên đến từ đội hình bên phía team NGE thôi. Không biết họ sẽ làm gì tiếp đây. Hà Cài đặt lùi những điểm hy vọng. Và đây cũng là một góc thi đấu không phải đẹp dành cho đội của NGE. Pháp đã chính thức bị confirm. Giờ thì đặt lùi như Hà Cài chỉ có thể kẹp chéo cùng nhau. Nhưng Purple Moon Esports họ đáng quá mạnh. Họ có một góc thi đấu đẹp và họ có rất nhiều đồ có thể trả sang. Hà Cài thì đang yếu máu một quả nết này. Knock out đi được vị trí của Hà Cài. Trời đất ơi. Chỉ còn đặt lùi. Hoàng tử bầu trời 1v7 một thời, liệu rằng có thể làm được đến từ đạt blue hay không đây? Vâng, 4v7 v8 như thế này thì làm sao mà NGE có thể thở được. Phía của đây chết có rất nhiều góc bắn nãy giờ, họ có góp đam vào phía của Purple Mood đâu. Mãi sau cùng họ mới có những tiếng bắn đầu tiên. Và rồi đại chiến đến từ Thái Lan series Purple Mood Esports và đây chết gaming. Được, cùng nhìn xem đây chết nốc luôn, cân luôn về người, khó thoát khỏi cái top 1 này. Được, đây chết thể hiện luôn. Lốc này một người đi xe, Bobot bị lốc lại vị trí, có một người đã nằm biter, bây giờ mới lộ ra. Flutky đổi mạng, 2v3, cơ hội là chưa hết. Tiếp tục đào vị trí Flutky khi biết Belmont đầu, tha nó bắt được Nurin và 1v3 cho Belmont đúng là không thể rồi. Thêm 2 flat, 3 flat nhồi sang, một chấm máu và top 1 dành cho Purple Moon Esports với 10 kill. Kinh khủng, quá kinh khủng cho những giai đoạn quyết định trận đấu. Chúng ta thấy rằng là toàn những các đại diện của Thái Lan, họ xoay quanh cái vòng bò cuối cùng và chúng ta tìm ra top 1 dành cho Purple Moon Esports.